xin chào cả nhà. Chào mừng các bạn đến với kênh Countryside TV. Thì ngày hôm qua thì trời nó mưa quá cho nên cái lá nó còn ướt á, nên mình không có thể nào mình cho dê mình ăn được. Thì bây giờ mình sẽ đổi món cho dê bằng trái mít non. Thì mời các bạn cùng xem coi tụi nó có mê mít non không nha. Nào, bây giờ mình cùng cho dê ăn nha. Đi thôi. Đây là một xe mít non của nhà mình ha. Hôm qua mình mới chở về thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chà mít non cho dê ăn. Và đây là một loại bột không thể thiếu trong cái quá trình mà mình chà mít cho dê ăn, để tránh cái nhụy mít á nó dính tay ha. Thì bây giờ mình sẽ chà cho dê ăn. Rồi bây giờ mình sẽ nhúng bột vô tay thì bắt đầu mình để mình chà mít nè. Tuy là dê nó rất là ghiền ăn mít nhưng mà mình cũng không thể nào mà mình lạm dụng mít là thức ăn chính cho dê được ha. Thì một ngày thì mình chỉ tối đa cho nó ăn một lần mít trong ngày thôi, rồi thêm vào đó là lá cây hoặc là cỏ. Thì thực sự á là dê nó rất là mê ăn mít non ha. Thì trong cái khẩu phần ăn hàng ngày của dê á, thì mình nên thay đổi nhiều loại thức ăn khác nhau. Thì ở nhà mấy bạn có cho dê mình ăn mít non không? Có thể share dưới comment cho mình ha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo. Bye.